Thông tin trên lĩnh vực an ninh trật tự, sáng nay 13 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên án bị cáo Nguyễn Đình Khanh, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại phường 6, thành phố Đà Lạt, 16 năm tù giam vì tội giết người. Theo cáo trạng, vào lúc 19 giờ ngày 28 tháng 11 năm 2016, sau khi uống rượu, Nguyễn Đình Khanh điều khiển xe máy về đến hẻm 28 đường Nguyễn An Ninh, phường 6, thành phố Đà Lạt, thì va quẹt vào anh Phan Văn Trung, sinh năm 1985, trú tại huyện Đức Trọng. Hai bên đã xảy ra cãi vã và Khanh bị hai thanh niên lạ mặt chưa xác định tên tuổi đánh. Cho rằng hai thanh niên đó là bạn của Trung, Nguyễn Đình Khanh đã về nhà lấy thuốc Novit để tìm đánh. Khi phát hiện anh Trung đang ở trong nhà anh Mai Thái Trường, phường 6, thành phố Đà Lạt với Trung. Trong lúc mâu thuẫn, Khanh đã dùng thuốc Novit đâm nhát vào vai và cổ của anh Trung, gây rách động mạch. Dù đã được đưa đi cấp cứu, nhưng anh Trung đã tử vong do vết thương quá nặng. Sau khi phạm tội, bị cáo Nguyễn Đình Khanh đã ra đầu thú. Gia đình bị cáo cũng đã bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 70 triệu đồng. Tại phiên tòa, xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng và đã xâm hại đến tính mạng của con người, nên cần phải cách ly với xã hội. Tòa đã tuyên phạt bị cáo 16 năm tù giam. Đồng thời, tòa cũng buộc bị cáo phải tiếp tục bồi thường 50 triệu đồng và chu cấp cho hai con nhỏ của bị hại trong vòng 4 năm.